chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thảo Xuyên Ngang TV đây. Và hôm nay mình lại tiếp tục ra một cái video mới nè các bạn ơi. Thì trong video này thì mình sẽ nói về, mình sẽ tổ chức một cái mini game nho nhỏ để mình tặng quà cho các bạn. Với lại là hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2022, mình xin chúc tất cả các bạn luôn gặp những điều may mắn trong cuộc sống nha, và luôn luôn vui vẻ. Rồi thì bây giờ là mình sẽ nói về cho những bạn nào mà chưa biết cái mã code nha. Thì một chút nữa mình sẽ để cái mã code ở phía sau để cho các bạn nhập nha. Những bạn nào mà nhập rồi thì khỏi nhập nha. Rồi thì hôm nay nó lại ra một cái gói mới đó các bạn. Đó chính là một cái gói gấu trúc may mắn nè. Đây chính là một cái gói tắm nha các bạn. Gói này thì gồm có 3 món và giá của nó là gần 90.000. Đấy, cái món này khá là xinh nhưng mà mình không có mua mọi người. Còn cái gói này là gấu trúc may mắn, thì cái gói này là mình mua ở trong cái shop ở ngoài rồi, chứ mình không có mua trong game tại vì mình sợ nó bị lỗi ấy. Nhưng mà ở ngoài shop người ta vẫn bị lỗi luôn mọi người, cho nên là bây giờ mình kiểu như là mình mua rồi nhưng mà người ta chưa có để vô cái kho đồ của mình, cho nên là bây giờ mình chưa có có để mà mình đọc hộp các bạn coi ha. Thì trong clip sau là mình sẽ đọc hộp cho các bạn coi nha. Đây cũng là một cái gói nội thất gấu trúc này các bạn. Nó gồm có 2, 4, 6, 7 món với giá là 149.000. Đó, còn rất là nhiều cái gói đẹp luôn. Thì đây chính là bộ gấu này, gấu trúc nha các bạn. Đây thì bạn của mình đã có rồi. Đó, nhìn nó rất là dễ thương luôn. Mình mà mua thêm bộ này nữa thì tổng cộng trong cái kho đồ của mình có 3 bộ đồ gấu siêu cute luôn rồi đó mọi người. Đó, rất là dễ thương luôn. Cái này là mình khuyên các bạn là nên mua tại vì cảm thấy nó khá là dễ thương luôn ấy. Rồi thì cái event lần tổ chức event lần này á, thì mình sẽ tặng cho các bạn là cái mũ nè, hoặc là cái đầu cái có cái băng ở ngoài sau, hoặc là cái nón gần cái băng á mọi người, gần cái áo chứ. Còn nếu như mà video này được nhiều lượt xem á thì mình sẽ tặng cho các bạn nguyên cái ba lô luôn nha. Đấy thì mình sẽ tặng mình sẽ nói trước hai món đó cho mọi người. Nếu như mà cái lượt xem trong video này nó lên á thì mình sẽ tặng cho mọi người nguyên một cái ba lô, tổng cộng là 3 món luôn nha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ để cho những bạn nào mà chưa biết mã code ngày hôm qua nha. Thì đầu tiên các bạn sẽ bấm vào Google và search cái chữ Combo Play Together. Và các bạn bấm vào cái trang đầu tiên thì nó sẽ xuất hiện ra một cái trang màu vàng như thế này. Rồi các bạn sẽ nhập vào cái mã code giúp mình nha. Goodbye 2021 nha mọi người. Rồi mọi người sẽ bấm vào OK. Sau khi mà mọi người bấm vào OK, nó sẽ có cái chữ Open nè. Mọi người bấm vô là nó sẽ chuyển cho mọi người đến một cái vào game lại đó, để cho mọi người có thể nhận cái mã code đó nha. Nếu như mà trong game nó đã xuất hiện cái dòng chữ quà đã được gửi đến hộp thư của bạn, có nghĩa là cái mã code mà các bạn mới vừa nhập xong là thành công rồi nha. Còn nếu như mà bạn nào mà xài hệ điều hành Android á, thì các bạn bấm vào cái điện thoại và bấm vào cài đặt, rồi nó có chữ nhập mã combo á, thì các bạn nhập mã vô trực tiếp khỏi cần ra web giống mình. Tại vì mình đang chỉ cho mọi người một cái cách mà xài iOS mà để nhập mã code á. Đấy thì đây chính là cái quà mã code này, mọi người sẽ được 2 cái pháo và được tiền sao là 2021 luôn nha. Đấy thì bây giờ là mình sẽ cho mọi người coi cái cảnh mà ngày hôm qua lúc 0 giờ đêm đó nha mọi người. Nó sẽ bắn pháo hoa như thế nào nha. Đó, nếu như mà bạn nào chưa xem thì các bạn có thể xem video của mình nha. Đấy, nó rất là đẹp luôn ý. Cái này là mình bắn nha, còn nếu như mà mấy bạn nào mà ở trong plaza thì các bạn có thể nhìn cận cảnh ở bên kia bắn luôn. Nó rất là đẹp luôn mọi người, nó bắn đâu cỡ mười mấy phút luôn ấy. Nó rất là đẹp luôn. Bây giờ là mình sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng thử nha. Rồi một chút nữa mình sẽ câu những con cá đã ở trong cái hồ sâu này cho mọi người coi ha.
Đó chính là cái video mà ngày hôm qua mình đã quay được đó các bạn. Trời ơi, hơi chậm trễ một xíu nhưng mà không sao, mình đã quay nguyên cái cận cảnh mà cái nó bắn pháo hoa luôn ấy. Rồi thì bây giờ mình đang câu nè, mình được cái bóng 5 luôn mọi người. Nó rất là bự luôn ấy. Hỏi là mình xuất hiện bóng bự của mình khi mình đặt là nhanh cực kỳ luôn ấy. Đấy bây giờ, nó là con mực khổng lồ mọi người. Nó có 1754 cm, nó khá là bự luôn á, nó gần bằng con tán hay sao á mọi người. Rồi tiếp tục là mình câu bóng 4, hình như là ở trong đây mình nghe nói là cái bóng 4 cũng là một cái con hải cẩu luôn, nhưng mà mình câu nó ra một cái con cá thái dương mọi người. Ok, tiếp tục lại là bóng 4 đó nè. Nó quẩy đuôi khá là mạnh luôn á mọi người. Đấy. Thì ăn luôn. Cái này hình như là nãy giờ mình chưa hồi bị đứt dây luôn. Nhưng mà nó lại ra con cá heo. Trời ơi, tôi cần một cái con cá mới lạ mà. Thế này mọi người, mà lại câu tiếp tục là một cái bóng 4 nữa nè. Bây giờ nó lại ra một con cá mặt yêu tinh, là con cá mới luôn đó mọi người. Nhưng mà con này mình câu là nãy giờ là được 2 con rồi đó. Rồi ok mọi người ơi, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình tới đây nha. Thì mình chúc cho các bạn luôn luôn vui vẻ và gặp những điều may mắn trong cái năm mới 2022 này nha. Rồi thì các bạn đừng quên cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh và nhớ ấn vào cái chuông để cho mình ra video tặng quà cho các bạn nữa nha. Thì mình mua bộ gấu á mọi người, cho nên là nó được tặng kim cương, cho nên là mình cũng có kim cương để mà mình tặng áo cho các bạn, với lại là mình cũng có tiền để mình tặng quần cho các bạn. Nếu như mà mấy bạn nào mà comment cái chữ là cái tên của mình, sau đó là comment cái số may mắn của mình nha, với lại là cái quà mà các bạn mong muốn được tặng. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tính cái số mà các bạn comment ở trong cái video này nha. Cho nên là tới cái video sau á, nhưng mà mình không biết là ngày mấy mình sẽ đăng, nhưng mà mình sẽ tặng quà cho các bạn. Đấy thì mình sẽ quay lên mình tặng quà cho các bạn nha. Tại vì bây giờ nó hết cánh rồi, với lại là mình cũng không có đủ kim cương để mình tặng cánh cho các bạn nữa. Thì bây giờ mình sẽ tặng đỡ cho các bạn là cái nón gấu trúc, với lại cái ba lô hoặc là mấy cái đầu kia đó. Đó, thì cảm ơn các bạn đã xem tới đây nha. Hẹn các bạn trong những video clip tiếp theo của mình. Bye bye.